cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên? Em nhìn vô cặp mắt. Lực tấn công mông phòng thủ. Nhân thể thao đứng, bụng cao hơn ngực. Chào xíu, đứng coi coi. Thể thao bụng cao hơn ngực, nhân thể lực. Bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không? Được không? Ngon ạ. Ok. Được không? Rồi, okay. Đó, ok. Thôi từ từ. Cầm hoài luôn á. Cầm tay vẫn, cầm tay nữa hả? Thôi, ảnh phải hôn em chứ, bắt bớ vậy em hôn ảnh. Nè, hôn không? Không. Hôn không? Hôn liền. Hắn nói là làm, cả nói đó. Bấm nút rồi tôi dâm bấm chắc luôn rồi đó. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Vân. Chào em. Chào bạn bên ngoài khán giả. Dạ, chào em anh. Em là Nguyễn Minh Tâm, sinh 1983, quê ở Trà Vinh. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tâm? Kỹ thuật chỉnh máy trong cơ sở dệt. Rồi còn em? Dạ, em tên Lê Nguyễn Bảo Hà, biệt danh là Hà Ghim. Em hiện tại là 34 tuổi, nghề nghiệp em có hai nghề. Huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ và nghề thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. Tại vì cái thời của em là gọi là tập tạ không à, chứ bây giờ là người ta gọi là gym á. Tập gym, 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 gym. Gym nói tưởng đâu Hà Ghim. Em có ưu điểm khuyết điểm gì hả? Dạ, ưu điểm của em á là tập tạ. Em tập tạ được bao lâu rồi? Dạ khoảng 5-18 tuổi. Chắc người cứng ngắc luôn hả? Nói dạ nghe nè, bên kia thấy sao nè, có thích ứng nổi hay không nè? Chắc nổi mà. Nổi hả? Bạn hình dung cái người bên đây sao? Hình dung đi. Hả? Bị choáng quá. Bị choáng quá. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì hả? Dạ, điểm yếu của em á là tại vì lúc 18 tuổi em đi tập ra đi dạy không có biết nấu ăn, sợ ma. Em tập tạ mà em sợ ma sao nó kỳ vậy? Ủa có liên quan đâu gì đâu anh. Tập tạ nó mạnh mẽ nó phải không, sợ ma em đánh bèo lắm. Ai nói tập tạ nè, ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi. Nó cho mình săn chắc lại đẹp, ba dòng đầy đủ. Chuột em bự hơn chuột của anh đó. Có không? Chuột dạ. Em bự không? Yeah. Cô lớn vậy nè. Em mấy con? Có hai con à. Chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha. Sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu. Cái điểm mà gọi là điểm xấu á, tức là cái điểm mà không có tốt của mình là cái gì? Là em hù dai lắm. Em hù dai lắm. Rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì không, với người xung quanh? Không, em không chơi vậy đâu. Em lấy tạ em chọi hả? Chọi tạ đó. Nghe đi. Choáng luôn hả mà. Điểm mạnh điểm yếu sao là Tâm? Dạ, điểm mạnh em là em hiền và biết nấu ăn, quan tâm và chia sẻ. Khác bên kia ha. Có khuyết điểm gì không Tâm? Ghét người nói nhiều. Ghét người nói nhiều. Kệ người ta chẳng... ghét gì ta nói nhiều kệ người ta chứ ghét làm chi. Mình nói nhảm nhảm thì cũng như không có. Mình nói hoài em không thích, nhiều khi hỏi em không trả lời. Được mấy mối tình rồi Tâm? Dạ em có hai mối tình nè. Mối tình cuối em chia tay cũng lâu lắm rồi. Mấy năm rồi? Mới đây à, khoảng chừng 10 năm rồi. Trời ơi, ông cũng 10 năm rồi đó. Yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi? Yêu năm mới 2 năm à. Tại vì sao quá rồi không có đến nhau được. 10 năm qua là em không có người yêu luôn. Không. Em còn cảm giác với con gái không? Em cũng có chuột mà. Nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em. Còn em thì sao? Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em á là em quen lúc em 24 tuổi. Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới. Nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm, quản lý em. Khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hụt hẫng. Anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới. Em bị yêu lộn người, lầm người ở cái mối tình đầu tiên. Dạ, tình thứ hai á thì cũng quen được 1 năm. Tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi. Thì gia đình không có chấp nhận. Rồi. Mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng hồi hộp rồi. Thấy em khô khan quá hay sao á, thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó. Em không chấp nhận được. Cái tự ái quá cao thì chia tay thôi. Rồi, có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình. Dạ. Thì cũng cắt trở quá hả? Bên đây hiền lắm nha, em trai tôi hiền lắm á. Em gái muốn một cái người yêu sắp tới của mình như thế nào? Tính của bạn thì ít nói. Con trai đừng có bảo thủ quá. Con gái tụi em á, thích con trai là nói được và làm được. Được không? Được. Mà không nói mà làm được thì cũng được. Không nói cũng làm. Cái công việc của em á, lương là mình có đủ sống không cưng? Dạ dư vậy. Cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không? Vợ con nuôi được mà. Cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là vì vấn đề gì đó mà mình chia tay với bạn trai. Em đã làm được thì em phải xài được. Và em không muốn bạn trai em phải nuôi em. À, tức là em muốn tự lập trong dạ. Cái vấn đề tài chính của mình dạ, đúng không? Dạ, hồi đó giờ em tự lập từ đó giờ. Anh trai, em muốn người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ, mập mập cũng được. Mà tí dụ không mập thì sao?
cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? Tao cũng được. Muốn vợ quá đúng không? Cũng muốn lắm à. Muốn lắm rồi hả? Em thích bạn gái mình truyền thống hay là hiện đại? Em không quan trọng điều đó. Chỉ quan trọng bạn gái là biết lo lắng và biết chia sẻ lúc em này kia thôi. Nếu người vợ mình mà ăn mặc khiêu gợi chút xíu, hơi sexy chút xíu thì tùy theo lúc thôi, chứ đám tiệc thì được. Có thể xăm đâu đó nhỏ nhỏ thẩm mỹ chút được không? Xăm nhỏ được, đừng xăm bự trắng ghê quá. Cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên? Em nhìn vô cặp mắt. Ngực tấn công mông phòng thủ, tấn công mông phòng thủ, chân thể thao đứng cao hơn ngực. À, chờ xíu đứng coi coi. Thể thao bụng cao hơn ngực, chân thể lực. Bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không? Được không? Ngon ạ. À, ok. Được không? Rồi, okay. Đó, được rồi. Ok. Đổi gì nữa? À, nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền, không còn gì để nói nữa. Y chang luôn. Nhưng mà hôm nay em đi với ai? Dạ ba mẹ em với anh em. Chào bên đàn gái ạ. Trước tiên xin cảm ơn chương trình, cảm ơn hai MC dễ thương. Như mà nghe lời ba với mẹ đây là mười mấy 20 tuổi rồi cưới đó rồi. Thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi. Thì bác trai nhìn cái bạn này bác trai thấy sao? Cái này để thằng anh nó phân tích. Dạ, kính chào chương trình và chào hai MC. Chào em trai bên đây thì cũng là ok đó. Tự nhiên thì do hai đứa thôi, cho mẹ bổ sung. Thấy cháu trai đây thì cũng được, hiền, chất phát, chứ không có mà như là đua đòi. Thì để Bảo Hà với cháu để quen thời gian như thế nào, chứ giờ nói thì không được. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Nó thật thà quá trời rồi, còn yêu cầu gì cho cháu nữa. Dạ mà nói chuyện cũng được, chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào trong khán phòng. Em mình thì nó tính nó thiệt thà, nhút nhát quá. Nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu à. Mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cá tính mạnh, có thể bổ sung cho em mới được. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt nha, coi sao nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi tâm. Hít hơi đợt sâu vô. Thở ra. Rồi, bắt đầu. Dạ, chào, chào em. Chào anh. Có quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận gì anh sao? À, anh khá là dễ thương. Con trai bạn màu hồng thấy cưng rồi đó. Anh là bên kỹ thuật hả? Dì bên máy giặt em. À, anh đang ở Tân Bình. Dạ. Sao em... dạ? Chúng nói chuyện dạ đó. Ừ. Tại quên. Trời ơi, anh đừng làm vậy, giống như em lướng á, áo anh thấy anh tội nghiệp luôn á. Trời ơi, em hiền lắm luôn á. Anh có thích thể thao không? Anh thích bóng đá. Anh đừng có đá bóng nhiều quá nha. Thành giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khớp gối. Hôm nay khuyên thật lòng. Từng anh đá hai trận à? Dạ. Dạ không biết làm sao chứ bên đây em rất có nhiều muốn nói với anh lắm. Nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Thôi kệ, em cứ nói lại đi. Nói gì giờ? Thì cứ thấy anh sao kia hay là ý em sao muốn hỏi là muốn. Em đâu có thích mê, em đâu có mê trai đẹp đâu anh. Em thích con trai mà cá tính nè, thể thao nè, giống như em vậy đó. Biết nấu ăn là em khoái rồi, tại em không biết nấu ăn. Cái đó anh biết. Dạ. Ừ, nhưng mà em nhìn, nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa? Nãy giờ em nhìn cái này, em giờ em huấn luyện được bụng với cái ngực á nó khác nhau à, chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu. À, ra cơ bắp, yên tâm, qua em đi, em xử hết. Anh cảm nhận bạn gái thế nào không trai? Ờ, đúng rồi, anh nói đi. Chứ nói gì em nói không, anh nói được đâu. Dạ. Em thấy cũng dễ thương, cũng có cá tính. Dạ, tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà vấn đề là em tập gym và em chạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi. Khoảng mười mấy năm, công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm. Có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu. Nên đâm ra nhiều lúc em cũng thấy có lỗi lắm. Dạ. Giống như một tuần vậy là em được nghỉ ngày nào? Có khi chủ nhật em vẫn đi làm, có khi em được nghỉ. Tại vì mình dạy kèm mà. Mình gọi là không phải mình giống như gái gọi vậy đó. Người ta gọi đâu mình phải làm đó. Đúng rồi, tại vì em là gái mà.
Thời gian đó, nó không có được chủ động lắm. Nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài, em phải sắp xếp rất là lâu. Cho nhau cơ hội hẹn hò vậy, giờ em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần? Anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè, mình gọi, mình gặp mặt, mình nói chuyện. Em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, nói được và làm được thôi. Và giữ đúng giờ cho em. Cái đó anh làm được? Chưa chắc. Chắc? Chưa 100% chắc. 100% anh sẽ làm chắc. Được. Chưa chắc. Nó nói được làm được mà sao chưa chắc? Vậy hả? Ừ. Con trai mà ai biết được đúng không? Chứ sao mới đúng? Để thời gian đi. Thời gian đi, mình sẽ biết được là có đúng hay không. Cho em một tháng thôi nha. Để làm gì nè? Em thấy con trai mà đi ăn, tới ngày đi ăn đi uống hoặc là đi coi phim, đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần đó thì không sao, hai ba tuần thôi, thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí. Tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa. Bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó. Người nhõng nhẽo. Em á đã có chuẩn bị nhạc sexy dance. Ok, music. Music. Nè, lấy cái tay lên eo. Eo, eo, lượn, lượn, lượn. Anh gồng lên đi, gồng lên. Lên, lên, lên cơ. Ồ, chuẩn to nha. Hay, 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 hay. Come on, go, 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 go. Go, 1, 2, 3, hey, come on. Anh rồi. Trời ơi. Đó. Em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào? Cỡ này là chắc 20 năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi. Theo em thể thao sao được? Em rất mê thể thao đó nha. Thì tập từ từ chứ sao? Thì tập từ từ đúng không? Nhưng giờ em cần gấp rồi sao? Hơi khó quá. Không có khó. Em nhìn cô gái đối diện, em có rung động gì không? Cũng rung lắm. Rung lắm hả? Dạ. Em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại. Con đời còn lại đúng không? Đúng rồi. Ok Việt. Anh. Dạ. Ủa nó dạ nữa, dạ trời nữa. Trời ơi, nó nghe em sụn liền, nó sụn nụ luôn nè. Em nói thiệt nha, cái tính của em á là không phải thích bận áo sexy. Nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng. Em nói trước nha, em bận đồ cũng hơi bị modern và hơi bị cái tính chút. Anh biết trong môi trường đó mà. Nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai 6 múi. Thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu, bản thân em đã trải nghiệm qua. Thật ra họ yếu lắm. Họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai, họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn. Ẵm một con chó cũng không nổi. Thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được. Hiện tại em nhìn ảnh này màu hường là em thích tuyệt tay. Màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn. Đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa, nhìn dễ thương. Chịu không? Chịu. Thiệt không? Chịu like luôn á. Chịu like rồi. Luôn dạ, chịu like luôn. Bây giờ có thể hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi. Hai đứa nắm tay, rồi nhìn vô mắt nhau, rồi cảm nhận thế nào đó, cảm xúc thế nào nói đi. Dạ dễ thương, mắt hai mí. Ủa, trời ơi, cưng quá ha. Cũng cứng lắm á anh. Dạ, rất là cứng luôn á. Có tập ghiêng quá chưa? Hồi đó có, bây giờ không có. Vậy hả? Mai mới em dạ anh, em kèm ghiêng anh. Một kèm một. Rồi, em trai nắm tay với Nguyên. Em cảm giác thế nào? Em nói với cổ đi, em cảm giác thế nào? Dùng quá, em nói sao? Anh đừng làm em xúc động quá. Giống như em ăn anh. Thật sự luôn á. Nè, đến bình tĩnh nè. Rồi, em chuyển sức mạnh nha. Nói. Một, hai, nói. Chứ nói gì luôn á. Thôi từ từ mình. Cầm hoài luôn á. Cầm hoài luôn á. Cầm tay vẫn cầm tay thôi. Nữa hả? Thôi ảnh phải hôn em chứ bắt mới vậy. Em hôn ảnh. Nè hôn không? Hôn. Hôn không? Ừ hôn liền. Anh nói là làm. Anh nói đó. Bấm nút rồi tôi với ông bấm chắc luôn rồi nó lên. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Bấm hay không bóng là quyền các bạn nha. 3 2 một. Hết thời gian.
Cuộc kết rất đẹp. Bấm tay, bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi. Dạ, con xin phép bác trai bác gái, anh trai cho con được hẹn hò với Hà. Nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc với Hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho với bà. Con xin phép hôn với Hà bên nữa. mạnh lên biết luôn. Em chào Quyền Linh. Chào em. Cô Hồng Vân với lại tất cả mọi người à. Em tên là Nguyễn Thanh Triết. Nguyễn Thanh gì? Triết. Triết hả? Vâng ạ, à, T-R. Tên gì mà lạ vậy Triết? T-R-U-I-E Tàu Triết. Bữa nào mình bị mọc đèn là gọi cái tên đó là điên luôn á. Rồi, giới thiệu lại đi Triết. Em 28 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Và em kinh doanh tự do. Về lĩnh vực gì? Dạ, cầm đồ. Dạ, cầm đồ. Cầm đồ. Trời ơi, mình giới thiệu liền đi cưng. Chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn em bên kia. Em tên là Lê Thị Việt Trinh, hiện tại thì em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Em làm khoa sản nữ hộ sinh ạ. Và ngoài ra thì em có kinh doanh thêm shop quần áo online nữa. Đối với em thì nói chung là làm nghề nào thì nó cũng cao quý hết á. Quan trọng á là hai người hợp nhau thôi. Ví dụ anh kẹt quá, anh cầm cái điện thoại này lên. Dạ, không cầm điện thoại. Ủa chứ cầm gì? Dạ chứ là cầm xe với nhà đất được thôi à. Thôi có điện thoại không cầm được thôi, cất vô. Cầm mà cũng chê nữa. Thường cầm cái gì cũng được chứ em, sao kỳ vậy? Dạ không à. Cầm cái lớn lớn thôi đúng không? Dạ. Để dễ định giá đúng không? Dạ. Rồi, rồi mời đàn gái. Bây giờ em cho chúng tôi biết được cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng. Với lại nói thì cũng không ít mà cũng không nhiều. Biết quan tâm đến những cái người xung quanh mình. Dạ, điểm chưa mạnh đó là đôi lúc nói quá nhiều nên là không có kiềm chế được. Cầm đồ nói sạch à? Đúng là bên kia nói nhiều phải cầm đồ kìa, đúng không? Dạ, tính của em hơi nóng. Em nóng kiểu như thế nào? Dạ, nói chung là nói nhiều thôi. Nếu mà gặp một người vợ của mình la như thế thì cảm nghĩ em sao? Em thấy bình thường à. Tại mình thường thì mình sai người ta mới nói chứ. Em có những điểm mạnh điểm yếu nào? Em hả? Điểm mạnh của em là gì? Thật sự em không biết nữa. Nè, điểm mạnh mà nhạt hả? Dạ đúng rồi. Ủa là sao anh hiểu? Tại vì ví dụ như mà mình nhạc á thì mình không có đi tán gái hay mình đi lung tung được. Nhạc nó khác nha, nhát nó khác nha. Nhạc anh ạ, ai cũng nói em nhạc hết á. Ủa vậy hả? Kỳ vậy ta? Rồi em cầm đồ rồi em nói sao? Thì nói trọng tâm vấn đề thôi à. Nói sao? Ví dụ giờ anh tới cầm đồ là cầm vô cái xe coi. Dạ. Thì nói sao? Thì em ra em coi xe. À, coi xe xong rồi định giá xe người ta thôi. Anh định đi giờ, em định giá đi giờ anh cầm chiếc xe đó. Thì em cầm 10 triệu hoặc 20 triệu gì đó. Rồi, 10 triệu. Dạ. Nó không, xe tôi phải cầm 30 triệu. Dạ không. Không, tôi thấy xe tôi là ngon đó. Nhưng mà em không cầm. Vậy chứ cái điểm yếu của bạn là gì? Cái gì em cũng có, nói chung là không. Cái gì cũng có nhưng mà không biết cái nào mạnh nào yếu thôi. Có tật xấu không? Có, dù hay đi nhậu rồi thôi. Nhậu nhiều không? Sương sương à. Sương sương của em là nhiêu lon em? Dạ có chừng 8 lon. Trời, sương sương nhưng mà 8 trời lon. Trời ơi, nhà gái ơi, em thấy sao nè? Thì em 5 lon. Bên này ta 5 lon đó chú ơi. Đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ, em có trải qua một cuộc tình 9 năm. Lý do chia tay là bởi vì trong thời gian mà em còn quen bạn trai em á, thì anh có một người phụ nữ khác. Nói nghe nè, nãy nhìn profile đó là chị thấy em rất là đẹp trai. Nhìn trực diện đẹp hơn em ơi. Có khi nào em định vị cho trong đầu óc mình một cô gái phải như thế nào? Dễ thương, hiền, không cần cao lắm đâu. Da trắng, mặt xinh, trung tình, dễ bảo. Nếu mà có răng khểnh thì nhìn nó dễ thương. Nếu mà khểnh đều luôn được không? Không, khểnh một cái thôi. Cái thôi hả? Ừ. Nhưng mà lý do gì mà tới bây giờ em chưa có không mà gia đình? Dạ tại vì ai cũng nghĩ như vậy hết á. Còn em nói em chưa có người yêu thì kêu bảo xạo. Nhưng thật sự là em có người yêu chưa? Hồi xưa em có quen người à. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Mấy năm? Khoảng chừng 7 năm rồi. Tại vì hồi xưa em còn nhỏ mà, xưa nít lắm. Hồi xưa là cái mối tình mà thiếu nhi mà. Tức là 7 năm qua em chưa rung động như cô gái nào khác. Vâng. Hồi đó anh có thằng bạn, nó cũng thất tình lần. Chứ nó không yêu con gái, nó quay qua yêu con trai. Bậy anh vậy. Có không? Không, sao vậy được. Có không? Không, em mà BD thì em chích thuốc nhiều lắm á. Người em cơ thôi thế này. Vậy thì bây giờ làm sao để rung động với cái đối tượng ngày hôm nay biết đấy? Biết đâu, biết đâu được. Anh thấy sao? Ảnh 7 năm qua không rung động với ai đó. Dạ không, tại vì em nghĩ là chưa gặp được người thôi. Rồi ví dụ trong cái việc mà phải về làm dâu thì em tính làm sao? Việc làm dâu không có thành vấn đề. Những cái gì mà em ghét nhất ở đàn ông là gì?
Dạ, Vũ Phu. Anh này anh hiền khô, thấy không? Với lại gái. Ôi yên tâm, 7 năm trời không rung động với một con mắt nào hết. Sợ nó không rung động với con gái nữa đó. Ừ. Cái điều quan trọng nhất cũng ở một người đàn ông theo em là gì? Chân tình. Nãy giờ nói hết có nhiêu nói hết trơn đấy. Em có thích đẹp trai không? Em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn. Mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên 1m7 là được rồi. Đẹp trai khoai to. Đẹp trai khoai to. Cái vụ khoai tôi không biết rồi. Cái đó là tôi cũng không bao giờ dám hỏi ha. Ông đi hỏi nhỏ người ta, ông nói nhỏ lại cho tôi nói nhỏ cho cổ. Dạ hàng độ. Dạ hàng độ. Hàng độ. Độ. Hàng độ là gì em biết không? Tôi không biết luôn á. Ông Linh nói sao tôi nói y chang vậy đó. Mà tại yêu cầu làm gái thì mình phải hỏi. Thì đó thì đúng rồi. Yêu cầu thì tôi hỏi đó. Rồi xong. Hả? Độ lên cũng được. Độ lên cũng được. Không có độ lên. Mà tự nó ra độ sẵn. Yên tâm. Nói chung chuyện đó thì anh không đảm bảo. Tự mọi người biết. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi ha. Em gái đi với ai? Em đi với lại các cô đồng nghiệp. Với lại các bạn và bạn thân của em. Trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn chương trình. Và gửi lời chào đến cô Hùng Vân và anh Quỳnh Linh. Cô nữa giận đi về giờ. Dạ vậy em xin lỗi chị Hùng Vân ạ. Chị tha lỗi. Gửi lời chúc sức khỏe đến em Minh Triết và Việt Trinh. Thì mình cảm nhận được là cũng cần có một cái gì đó bù trừ đấy. Với Việt Trinh của nhà mình ở cơ quan ấy, thì cháu rất là tốt tính, làm việc rất là có trách nhiệm. Mong là hai cháu sẽ tự tìm hiểu tiếp. Ở Triết ấy có vẻ hiền, từ từ và điềm đạm, chắc chịu nổi cái tính là cái tông khá cao của cháu. Này Triết đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn ạ. Em chào chị, em chào anh. Chào em. Thấy Việt Trinh sao nè? Dạ em thấy dễ thương ạ. Em thấy hai người có thể hợp với nhau không? Dạ em nghĩ là hợp ạ. Ở nhà Triết có ai theo đuổi không? Dạ hình như là nói chuyện hơi vô duyên đó thành ra. Anh có duyên lắm á. Em thấy Triết có thương ai vòng vòng sớm nữa không? Không ạ. Triết có tâm sự dẫn ai về nhà không? Không ạ. Triết có đi chơi với bạn trai không? Dạ có. Đi ăn nhậu rồi ạ. Rồi bây giờ mình gặp nhau rồi mình cảm nhận về nhau và chúng ta mở rào. Tới luôn. Em là cầu được ước thấy đó. Muốn răng khểnh là có răng khểnh. Tới luôn. Da Triết. Trắng là có da trắng à, tới đâu? Tới đâu? Tới tới tặng bông. Ủa rồi nên có quà cáp gì không vậy? Có. Ờ em tặng. Rồi. Cảm ơn. Coi cái gì trong đây từ từ. Nhận quà rồi đưa cho ông Quyền Linh là sao trời? Coi kiểm tra giùm. Nhát quá mày làm phụ luôn cho. Dây nịt. Sao giống bông tai rồi này kia vậy? Bông tai. Thế dòm từ xa thế. Dây nịt. À lấp lánh bọc ly lông dòm tưởng bông tai rồi. Rồi tặng có cái bông hả? Dạ không phải đâu, tại bông chương trình á. Đồ quà của em đâu? Tại em đi lạc. Là đặt trên đây rồi nhưng mà đi lạc cái hai vòng luôn á. Trời thật ơi. Cái mức mà bông chương trình đưa nó cũng nói nữa. Trời ơi, nhỏ tặng cái dây nịt đẹp quá nè. Không, cái này không có vấn đề, về Đồng Nai là xong hết. Là tặng sao đúng không? Nhưng mà nãy là đi lên là có chuẩn bị quà không? Thôi đừng hỏi, nó nói tùm lum hết trơn vậy. Phải hỏi chứ. À lúc đầu là chuẩn bị ở nhà rồi. Chuẩn bị cái gì? Dạ bông. Bông hả? Dạ. Bông bự. Bông bóng không? Bỏ bông á. Một bó bông rồi dạ. Xong sao không cầm đi? Là tại vì đi nó quên. Quên? Đi quên xong lên Sài Gòn này kiếm chỗ mua nhưng mà đi lạc đường. Em cảm nhận cô gái này thế nào? Em dễ thương à? Em gái cảm nhận anh thế nào? Dạ dễ thương. Tới mức vậy? Phải đẹp trai mà dễ thương hả? Đẹp trai mới chịu. Đẹp trai rồi khoai vài to. Đẹp trai rồi khoai vài to. Rồi. Thì hàng độ 14 ly thôi. Hàng độ 14 ly thôi. Câu trả lời đó chịu chưa? Anh có thấy thích ăn thịt mỡ không? Ăn thịt mỡ hả? Ăn thịt mỡ. Vâng ạ, cũng có. Cái nồi thịt kho mà không có mỡ sao ăn? Cái nạc không ăn dở lắm. Đúng ạ. Lần đầu tiên mà gặp ở dưới đó thì em mới đi đâu?
Anh đi xem phim được rồi anh. Tại vì đi xem phim trong rạp chiếu phim nó cũng tối lắm. Dạ. Nếu vậy thì mình đi nhậu luôn cho nó lành đi. Em thích thích xem phim gì? Dạ em xem phim hành động Mỹ anh. Biến hỏi gì vậy? Em nhìn ở cô gái này em thích điều gì nhất? Cười. Cười, đúng là cười rất là tươi. Tại sao? Tại vì sao? Cô ấy đang đang khẩn đúng không? Dạ. Em có mong muốn mình lấy vợ không? Dạ cũng nghĩ tới mới đi. À, ba mẹ ở nhà có hối gì chưa? Dạ có. Nhát như con gái vậy thấy chưa? Giờ qua nắm tay Trinh đi. Rồi cảm giác nào hơn? Đó, cầm vô đó. Rồi đó, sao nào? Nhìn vô mắt bạn đi. Nhìn vô mắt bạn á chứ. Dạ vâng ạ. À. Nhìn vô bạn. Thấy sao chứ? Em thấy nó mềm. Nắm luôn hai tay luôn. Tay bên kia nữa. Tay bên kia nó cầm hoa. Cầm hoa thì kệ cầm hoa, mình cứ nắm tay đi đó. Chủ động lên đó. Bây giờ nè, em nói cho bạn mới biết cảm giác của em thế nào đi, nói với bạn đó đi. Nói bây giờ mình thấy trong người thế nào, nói luôn đi. Nhìn tim đập hơi nhanh nhanh một chút. Đó, rồi tim đập nhanh là có gọi là có. Em có. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi nè. Ôi đi cô gái mà vậy chết rồi nè. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Bạn gái là một người rất bản lĩnh nha. Đừng có liếc qua đây. Nhìn 30 giây nè, không được liếc qua đây. Để xem. Trong đôi mắt em. Thấy gì? Em thấy gì đôi mắt ấy? Cứ kệ người ta đi. Nè, bây giờ tôi với ông Minh Họa nè. Tôi với ông Minh Họa ra đây. Trong đôi mắt anh hát không. Trong đôi mắt em anh là tất cả, là tình yêu. Nó buông luôn rồi, nó buông luôn rồi. Trời ơi, chết rồi. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha. Chuẩn bị. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa đi các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Mình không biết đâu. Hả? Thì cảm thấy nó chưa tới thôi. Còn rồi. Em thì sao? Sao em lại không bấm? Nói chung là tại vì khi em nắm tay ảnh thì em chưa có cảm nhận được cái điều gì hết. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến với tham gia chương trình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai trong ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Mời bạn ngồi. Wow, đẹp trai. Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Trai thư sinh nha. Bạn tên là gì? Em tên là Nhân. Nhân, bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi, bạn đang làm gì? Đang là nhân viên marketing của công ty thương mại Khánh Thiện. Nhân viên marketing 26 tuổi, đẹp trai cao ráo nha Tường ơi. Xem cô gái bên kia như thế nào. Từ từ anh. Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Hết rồi anh Linh ơi. Có sự cố gì không mà mời hai lần rồi chưa thấy xuất hiện. Sao vậy? Có chừng sợ quá trốn luôn á. Sao kỳ vậy trời ơi. Em làm lại lần nữa đừng nói là em mất duyên nha. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Vỗ tay, vỗ tay. Mẹ ngồi. Anh ơi, cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt. Trời em, trời ơi. Hôm nay chị tưởng như giữ đám cưới em. Em tên gì? Dạ em tên Huyền ạ. Em tên Huyền. Dạ. Hiện giờ là em đang làm về cái gì? Dạ em đang học bên trường Arena Multimedia. Là học bên mỹ thuật truyền thông á chị. Mỹ thuật truyền thông. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là cũng vừa đó anh Linh ơi. Vừa 21, 26. Bà dạ. Bên kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân. Có bộ hợp nhau à. Bạn Nhân bên đó nói lớn lớn tí nha. Nhà bên này nghe không rõ lắng nghe người lắm. Nói nhỏ nhỏ thư sinh mà. Đúng không? Giọng nói rất là nhẹ nhàng. À, thế sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái giọng nói. Giọng nói thấy sao? Cũng nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ, giống giọng của bạn không? Cũng
cũng giống giống vậy. Bạn quan niệm cuộc sống như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc đi. Hạnh phúc thì chỉ cần đủ là được. Hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi. Rất đơn giản như vậy. Rồi bạn thích cái gì nhất? Ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích đi uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần, hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game. Nếu như có một người yêu, bạn thích bạn gái, bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào? Hòa chung với những cái sở thích của mình, mình có thể tham gia chung sở thích của bạn gái mình. Bạn có là người chiều người yêu hay không? Chắc cũng phải chiều thôi. Cũng phải chiều, rồi bên đó làm sao? Ở bên đây á, bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm. Bây giờ có thể em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Sở thích của em cái gì mà vui vui, sinh động, thoải mái thì em rất là thích. Với lại em thích đi chơi, đi phượt với lại bạn bè. Em có hay đi phượt không? Chưa bao giờ em được đi phượt, cho nên em rất là mong muốn là một rất là thích đi. Nhưng mà chưa được đi bao giờ. Dạ đúng rồi. Bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không? Có không bạn, có không bạn? Chắc nếu mà có cơ hội chắc cũng phải mời thôi. Nếu có cơ hội cũng mời thôi. Nhưng mà hình như là bạn hơi nhát quá, tôi thấy bạn nhát quá sao mời được. Đã gặp đâu mới nghe giọng nói thôi. Không, mình hỏi trước kia kìa. Thường ngày trong cuộc sống đó, bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không? Cũng không nhát, chắc tại hôm nay lên trên đây nó hơi rung. Hơi rung hả? Bạn sợ điều gì nhất? Sợ người khác nhìn mình. Sợ người khác nhìn mình, rồi sợ gì nữa? Sợ... sợ ma. Sợ ma? Ôi. Sợ ma. Vậy sao bảo vệ bạn gái trời? Anh Linh ơi, hả? Thường á, sợ ma là dành cho phụ nữ. Hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi mà vắng vắng thì nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn. Em ơi, em có sợ ma không? Dạ có. Vậy hả? Rồi hai đứa cùng sợ luôn, là đang đi gặp con ma là hai đứa chạy ai luôn. Em nè, trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa? Em học chính thức thì hai người rồi. Mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi? 6 tháng ạ. 6 tháng? Là xong 6 tháng vừa rồi là ở không? Dạ. 6 tháng nay là ở không nha anh Linh. Rồi, nghe rồi. Hai mối tình rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai, bạn đã có mối tình nào chưa? Em cũng giống như bạn đó, cũng trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? Một năm. Một năm? Mối tình sau của một năm luôn? Khoảng 10 tháng. Bạn có biết lý do tại sao chúng ta chia tay hai mối tình đó không? Em có hỏi mà thì người ta nói là không hợp. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ dùng đã quen rồi còn gì sao mà nhát hả? À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. À, rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là bà bạn gái bỏ đó. Ta yêu rồi ta yêu cái nhát đó, cái ta hồi quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bây giờ á, bạn gái đó nói giờ anh ơi anh đưa em đi về đưa nhà bạn gái ở một cánh đồng xa thiệt xa ban đêm, bạn có dám đưa không? Đưa chứ anh. Đưa luôn? Phải đưa chứ, bạn gái mình thì mình phải giữ. Rồi bạn sợ ma quá rồi sao? Nhiều lúc em không biết sợ gì rồi kiếm đại cái để có để cho sợ. Trời đất ơi, như vậy là sao? Em nè, chị muốn biết đối với cái việc là lựa chọn một người bạn bạn trai đó. Dạ. Thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không? Dạ cũng có chị. Cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao. Cao? Cao, quá cao. Tiếp đi em. Thứ hai, khuôn mặt dễ nhìn. Dễ nhìn là sao em? Không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí. Trời, xin lỗi bên đây, nhìn đẹp dễ sợ luôn. Chững chạc không? Quá chững chạc. Gì nữa không em? Về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc. Bên đây sâu quắm luôn. Sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không? Dạ đúng rồi. À, bên đó chứ mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha. Chưa nói mà phải hiểu nha anh Linh nha. Rồi. Anh khai thác cho em vài thông tin đi. Theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào? Em thích một người con gái giản dị thôi, đơn giản thôi. Giản dị? Trong cách ăn mặc, cách sống cũng vậy, đơn giản. Ăn mặc bên kia, trời ơi. Bên kia hình như cầu kỳ lắm à. Thông thường, bình thường là giản dị. Hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường. Cầu kỳ chút xíu thì rất là bắt buộc rồi. À, là trong cuộc sống hàng ngày vậy đó. Rồi, còn gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng. Em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu. Để ở dù nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì, có thể khơi chuyện. Bên kia có nhiều chuyện không? Bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu. Nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi. Em ơi, vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không? Dạ có. Em nói luôn cho bên kia người ta nghe luôn coi có được không được ta đi về. Thứ nhất là nhậu nhiều quá. Không thích nhậu. Có nhậu không? Không biết nhậu quá. Không biết nhậu. Thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti. Quá tự ti? Dạ. À, chà, cái kiểu này bên kia không được rồi. Tự ti mới không dám nói. Tại vì không có tự tin và bản thân không biết mình nói cái gì, nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng. Mà bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Rồi. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua? Xe xua. Lười. Lười. Bên kia không biết có lười hay không? Rồi, không thích gì nữa. Tạm thời cái gì đó. Rồi, bây giờ bạn cảm nhận bạn con gái ngồi bên kia là người, mẫu người như thế nào? Thấy bên bển một mẫu người rất là năng động.
cũng hoạt bát á. Rồi bên kia cảm nhận thế nào? Bên đó đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra còn cái nào mà em không thích em tối kỵ mà em thể, nếu mà bạn trai em mà vậy là em không đồng ý không? Lượm thượm quá. Lượm thượm quá. Bên đó gọn gàng mà phải không anh? Bên đây gọn gàng đẹp trai. Không biết nhậu luôn. Còn cái điểm nào nữa không? Dạ em thích bạn trai của em vai thì phải rộng. Ồ, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha. Bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi, theo tôi bạn nên nói một chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia. Cảm nhận thêm về bạn đi, bạn ít nói quá. Chắc ít nói à? Ít nói. Đúng rồi, ít nói. Ưu điểm ít nói. Đùa thôi, em biết lắng nghe. Như thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thể gắng lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật nữa. Yêu động vật nữa? Yêu nhất con chó. Yêu con chó. Bên kia có yêu con gì không? Em cũng yêu con chó. Bên đây cũng yêu con chó. Hai chúng ta cùng yêu chó. Hai người cùng yêu chó vậy? Sao trời, vậy không yêu nhau hả? À, Linh ơi, em thấy hợp rồi đó anh Linh ơi. Hợp rồi, hợp tới rồi. Thời điểm là hai người gặp nhau được rồi. Được rồi, được rồi, gặp đi, gặp đi. Rồi, đi xin mời hai người đây. Quay ra bức đèn nào. Các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Trước khi các bạn cảm nhận về nhau, để tôi cảm nhận trước. Để anh coi trước nha. Đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha. Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Trời ơi. Em ơi. Y như công chúa vậy đó. Bên đây nói nhỏ là mình phải định có nói xấu gì mình không? Tròn quay. Mập mập. Ha. Nói chung là dễ thương lắm. Người ta có da có thịt thôi. Rồi, em cũng muốn cảm nhận về chàng trai của bên anh đâu. Anh Linh. Hả? Phụ nữ người ta không thích nói người ta mập. Nó là có da có thịt thôi. Mà bên anh có được không? Mà bên anh bị đặt chê bên này. Tôi coi xong rồi tôi chê lại, đừng nói sao nha. Anh đâu có chê đâu. Chê bai hả? Hú hồn chưa? Cũng được ta. Quá được chứ. Ơi đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn. Em định nói là em định nói đó. Nóng lòng lắm hay sao mà mụn nổi đây. Nói chung là nhìn vô đó rất là thư sinh, có vẻ trí thức. Nhưng mà có một số mụn hơi to to. Nhưng mà cái đó mình điều trị được em. Chị thấy là được. Nói chung là vóc dáng ngoại hình gương mặt rất là được chưa? Bây giờ họ được, sẽ gặp được, nhau được chứ rồi. Chuẩn bị. Bạn sẽ có 2 phút cảm nhận nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò hay không. Bước đèn kéo lên. Kéo lên. 2, 3. Đó. Bốn mắt nhìn nhau. Nói đi, nói đi. Chào bạn. Chào bạn. Em trời ơi, ít nói thì nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Có đi có bạn bè đi chung không? Có thì có bạn bè đi chung. Còn bạn thì sao? Tại vì không, nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng nó bận đột xuất á nên phải về. Tự nhiên nói bạn chi, nói mình đi. Mình thấy bạn có vẻ ít nói ha. Ít quá chứ có vẻ gì nữa. Thôi em nói luôn đi. Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện. Đúng rồi. Cái đó là tại lúc trước mình cũng có dự tính học ở đó mà nói chung là vậy. Vậy mốt bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được. Trời ơi, đủ đen rồi kìa, đủ đau rồi kìa. Lời kịp rồi. Sao không kịp? Đúng là ra trường rồi. À không sao, vậy có gì mình chờ bạn. Trời ơi, quá dữ. Nói đi trời ơi. Nói đi nhanh đi, còn có 30 giây nữa hết giờ rồi nè, lẻ lắm. Hết thời gian. Hết giờ rồi, xong. À cái gì hoài hoài. Trời đất ơi, đi hẹn hò cứ đi cua gái mà thằng khác nó cua hết trơn. Giờ cho em thêm 2 phút nữa. Không được, hết rồi, hết thời gian rồi. Thời bây gian giờ sẵn sàng chưa? Các bạn chạm tay vào nút đỏ. Tôi sẽ đếm. 1 2 Bắt đầu. Oh.
lên. Mời bạn, nhìn cái gì nữa chậm quá trời ơi. Đứng lên cũng chậm hơn người ta. Đứng mà còn chậm hơn người ta nữa. Sao? Giờ thấy cảm giác thế nào hả? Tôi sẽ rung dữ vậy. Coi nè cái tay nè. Đó. Ờ, em cuối cùng mà em cũng chịu hẹn hò với ảnh là sao vậy? Dạ tại vì anh đó kêu là anh đó hiền nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa. Trời ơi, là bên đây chờ đợi cái lúc anh hết hiền đó nha. Chắc hơi lâu rồi. Sao? Trời anh cảm nhận thế nào? Cảm anh nhận nghe nói gì không? Sao? Chắc hơi lâu rồi. Hơi lâu mới hết hiền đó. Chắc hơi lâu. Tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn? Tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà. Ồ, bổ sung cho nhau. Bổ sung nhau, thiếu cái gì cần đó. Bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào? Đỡ. Đỡ rồi. Nãy rung. Nãy rung quá hả? Hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào. Cảm giác thế nào? Hai này trước khi nắm tay có gì mình có món quà nhỏ cái gì để mình tặng cho bạn. Trời ơi. Chúc mừng các bạn. Như vậy với một cái khoảng thời gian cũng rất ngắn, các bạn đã có thể đồng cảm với nhau, hai trái tim cũng đã bắt đầu đập chung nhịp đập với nhau và chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ nhân vật chúng ta ngày hôm nay, nhân vật nam xuất hiện, xin mời. Khoan, đứng được rồi. Trời đất ơi, lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép kỳ vậy, dép Lào hả? Lên, em có nghe nhầm không? Mang dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi đi, từ từ đến coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bạn tên là gì? Em tên Thanh Liêm. Thanh Liêm, mặc đồ võ chắc là học võ ra hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ 22. 22 tuổi. Hôm nay bạn đi có ai cổ vũ cho bạn không? Dạ có. Ai đâu? Lên dép Lào trai vô. Lên dép Lào trai vô. Bạn có rung hồi hộp gì không? Dạ có. Bắt tay bạn cái coi. À, ui. Sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. À, bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Được chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, không biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời bạn. Rất là có gu, mặc dù rất là giản dị nhưng mà không có kém phần chói lóa. Nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị. Sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là chói lòa. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng. Em 22 tuổi. Hằng 22 tuổi. Hằng đang làm gì? Công việc hiện nay là làm gì? Dạ em đi học. Học đại học hả em? Dạ em đi học. Em học bên ngành nào, khoa nào? Em học tài chính ngân hàng. À, học tài chính ngân hàng. Em ơi, hồi nãy bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo cổ vũ. Vậy hôm nay Hằng đến đây có ai theo cổ vũ Hằng không? Dạ có gia đình em. Gia đình là ai? Có bà nội nè, có mẹ với có chị. Hết luôn ba thế hệ luôn hả? Đâu gia đình bạn đâu? Dạ ngồi đây ngồi. Xin được chào các bạn. Cố lên, cố lên. Tôi nói thiệt nha, trong cuộc đời tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội bên có cả gia đình đi theo hết trơn. Cái này cũng hơi khó, hơi căng rồi nha. Xin hỏi bạn Liêm à. Dạ. Bạn nghe rõ bạn kia tên Hằng là chứ gì? Dạ. Bạn kia đang học đại học. Dạ. Còn bạn đang học gì? Em cũng đang học đại học. Đại học luôn? Đại học sao đi học võ nữa? Là em học đại học thể dục thể thao Hồ Chí Minh, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2. Vậy bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ tư. Năm thứ tư rồi. Dạ. Tính cách của bạn là như thế nào? Mạnh mẽ. Có đôi chút lãng mạn. Mạnh mẽ, lãng mạn. Cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ, em cao mét 73. 73. Nặng chắc cũng cỡ 70kg hả? Dạ, 71. 71kg. Nước da trắng tươi. Trắng lắm hả? Trắng nước lắm hả? Nước da trắng tươi, trời ơi. Tụi em thích da trắng lắm á. Tại vì em không có được trắng, em rất là ngưỡng mộ những người đàn ông da trắng. Em có thích da trắng không? Dạ. Trắng công tử lắm chị ơi. Chứ em thích làm sao? Ngâm ngâm giống em. Thích ngâm ngâm giống em.
Bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha. Bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi. À, chiều cao bạn em thấy sao, có cao quá không? Dạ, hơi thấp. Chứ em muốn sao? 1m75 trở lên. Bên đây muốn 1m75 trở lên, bên kia mua đôi giày cao gót mang đi. Em ơi, cho chị muốn hỏi em một tí nha. Hồi nãy chị đùa với em thôi, chứ còn hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn, nó muốn làm đẹp đúng không? À, tại sao em lại chọn bộ đồ đơn giản như vậy? Dạ, tại đây mới là cá tính của em. À, dạ. Vậy là cá tính của em thích đơn giản. Dạ, đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản mà đẹp, chị đồng ý với em. Rất đơn giản và rất đẹp. Dạ. Bên đây còn đơn giản hơn nữa, mặc đồ đi tập để gặp luôn á. Tập gì á? Tập võ. Hả? Mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm. À, bạn sở thích của bạn là gì? Bạn thích gì? Võ thuật. Võ thuật. Giải trí bạn thích gì? Có thích hát hò gì không? Thích hát loại nhạc gì? Nhạc trầm. Nhạc trầm. Buồn. Không có thích sôi nổi hả? Rồi, đó, sở thích bên đây đó. Bên đó như thế nào? À, em thích đi du lịch. Đi du lịch. Thích ăn uống với bạn bè. Đi ca hát. Nhảy múa, nói chung là em thích cái gì năng động á, là em thích. Nhảy múa là sao em? Ấy thì mình vừa ca hát vừa nhảy luôn. Chị nhìn thấy em rồi, chị thấy em năng động rồi. Nè, Linh ơi, Linh ơi, bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha, nha. Bên đây cứng cáp nha, dân võ thuật nha. Đi tới hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha. Nhưng mà em thấy mâu thuẫn quá à. Cái gì mà vừa cứng mà vừa mềm là giờ sao? Tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng, tại sao tay cầm cục gạch là sao? Một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy. Còn một bên cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh em có thể bảo vệ được cô ấy. Hay nha. Cái vụ này hay là bảo vệ được cô ấy. Trong đầu bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào? Cao, trắng, chắc trắng. Chắc mái tóc cô ấy dài. Tóc dài. Trắng mà có trắng trong tương lai nếu tóc trắng. Dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc. Em ơi, ở bên kia là người ta chơi thể thao, ở người ta tập võ, em có chơi thể thao gì không? Dạ em có bơi với chơi cầu lông. Ok, vậy là được rồi, là mình cũng có thể thao, người mình mạnh khỏe đáng chắc. Em nghĩ là em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là hay ăn. Ưu điểm là hay ăn. Câu hỏi nữa, chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Em hả? Cao to, mạnh mẽ, đừng lãng mạn quá, đừng có ghen quá, đừng có... Đặc biệt là phải hay cười, khi cười giống em. Cười bên đây cười hoài. Cười hoài à. Nè, đừng có ghen quá nha. Bên đây hồi nãy bên kia đó, đừng có ghen quá. Bạn có ghen, có tính hay ghen không? Thấy cầm cục gạch là nghi lắm à. Có đâu, cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà. Bạn hay ghen rồi, bạn nói đi. Tính bạn có hay có ghen không? Dạ không. Không có ghen. Đúng rồi, đâu có ghen đâu. Không ghen. Được đó. Bạn có thích bạn gái, bạn biết đánh võ không? Dạ thích. Để về hai người đánh lộn hả? Có. Chứ chi? Trao dồi võ thuật. Trao dồi võ thuật. Bên đây muốn học võ đó, bên kia có muốn học võ không? Em nghe bên đó biết bánh võ rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ? Em sợ. À, lý do tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai? Tại vì em lo cho việc học. Bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi. Nên giờ em có dành thời gian nên em muốn tìm một nữa. Giờ đánh thời gian rồi. Đánh thời gian đi tìm người yêu rồi. Dạ. Ha? Mẫu người yêu của bạn là như thế nào? Mẫu người yêu của em cũng đơn giản, giản dị. Và biết làm đẹp cho mình rồi. Vậy là hợp rồi, bên đây rất là đơn giản, rất là giản dị. Từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà. Em mẫu người lý tưởng của em có thần tượng ai không? Dạ, em thần tượng ca sĩ Lam Trường. Bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha. Giống Lam Trường không? Giống rồi nha. Trời ơi, cho coi nha, cho coi cái nha. À, Lam Trường ơi, có em Cát Tường viếng thăm. Ấn tượng chưa? Đôi dép lầu một đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả? Đó là cá tính và phong cách của em. Phong cách? Phong cách thì lạ lùng vậy. Ôi, nước da này ấn tượng quá, rám nắng quá. Ôi, nhìn mà thích làm sao.
Em ơi, nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép Lào, cái tình tiết đôi dép Lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài, nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm. Bên kia thần tượng Lam Trường, em có thần tượng ai không? Em thần tượng người mẫu Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Tôi biết Thanh Trúc à, nhìn coi giống Thanh Trúc không nha? Người mẫu Thanh Trúc. Cười kỳ á. Em giới thiệu đâu có hoa đúng không? Quá giờ xinh xắn mà duyên dáng. Nhìn bên kia giống Bùi Trúc á. Nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Mặt bùng đỏ, hợp với dép Lào á. Dép Lào đỏ, dép Lào đỏ. Bây giờ bạn đang có nôn nao muốn gặp Linh không? Linh ơi, Linh ơi, giờ khắc giao thời đã đến rồi. Linh ơi, dạ, nôn nao quá. Muốn rồi. Không? Muốn. Muốn gặp không? Gặp không? Giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng? Bông hồng. Bông hồng, rồi cầm lại đi. Chuẩn bị. Giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn, bạn Liêm và bạn Hằng. Tới và rồi, bạn quay anh mặt về phía cái màn. Xoay qua. Màn tình yêu, chuẩn bị, kéo lên, bắt đầu. Mở mắt ra. Cục gạch giấu đâu rồi anh? Kìa. Ờ, em yên tâm rồi. Hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút, bắt đầu. Trước khi nói chuyện nên mình tặng bạn đúng không? Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Quá dữ. Thích quá. Mình nhanh nghe lên. Nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn. Bạn nghĩ sao gì về mình? Liêm. Liêm mạnh mẽ hết sức có thể luôn. Tiếp tiếp đi bạn, có 2 phút thôi mà, nhanh lên. Bạn nghĩ sao về mình? Bạn rất là gần giống như gần gần phải nói là tí nữa là như thanh người mẫu Thanh Trúc rồi. Chúng ta còn 30 giây, nhanh lên, nói gì đi. Mình hẹn hò nha. Hết thời gian rồi. Quay lại. Bây giờ thời khắc quan trọng. Chuẩn bị. Để tay các vào bạn sau. Sẽ có 3 tiếng đếm ngược. Tay phải đây. Và để tay vào nút bấm để xem trái tim màu hồng có hiện lên hay không. Một, hai. Không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không, còn bạn nam thì muốn rồi đó. Ba, bắt đầu. Chúc mừng. Mọi người đứng dậy. Em vui quá. Cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái đồng ý hẹn hò với bạn? Em rất là vui. Nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao? Thì đó là do duyên số của em chưa đến. Giờ bạn thấy đến chưa? Dạ đến rồi. Còn em tại sao em quyết định nhanh lẹ vậy? Em nói chị nghe coi. Em cũng biết hết chị. Em cũng biết luôn. Nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích. Mời bạn gái xinh đẹp và khả ái của chúng ta ngày hôm nay, mời em bước ra sân khấu. Wow, trời ơi. Em ngồi đi em. Rất là thước tha, rất là nữ tính trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam. Chị chào em. Dạ, em tên gì? Chị. Dạ em tên là Thanh Vi ạ. Thanh Vi. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 92, năm nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi. Em dạ. đang làm gì? Công việc gì? Dạ em mới vừa được nhận vào dạy em môi trường cấp 2 ở quận 5 ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật nam chúng ta. Nào xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Bên đó mặc áo dài, bên đây cũng mặc đồ vest rồi nha. Chà, tráng cao dữ ta. Cái gì anh, cái gì cao tráng, anh? Cao dữ nha. Là bị hói á hả? Không có. Thông minh. Trời ơi. Bạn có thể giới thiệu gì về mình? Dạ, em tên là Trọng. Trọng? Dạ. Đây là sale marketing của công ty chuyên sản xuất bồn tắm massage cao cấp. Xe marketing. Dạ. À, người này nói nhiều lắm à, nói hay lắm à.
Dạ chỉ nói hay là trên công việc thôi. À còn mà với bạn gái thì nó không hay. Trong tình cảm thì nói không hay hả? Dạ. Có bao giờ bạn thất bại với cuộc hẹn hò nào chưa? Ấn tượng nhất là mối tình đầu. Mối tình đầu lúc đó mấy tuổi? Lúc đó khoảng 23 tuổi. Ủa tại sao bạn có biết tìm hiểu lý do nguyên tại sao mà bạn gái chủ động chia tay với bạn? Bạn bị khuyết điểm gì không? Có thể lúc đó hoàn cảnh hơi khó khăn quá. Có gì bị sốc không? Có sốc không? Không. Có thất tình không? Có chứ. Thất tình mà bạn như thế nào bạn có thể kể được cái cảm giác thất tình nghe được không? À, nói chung là rất là buồn. Anh Linh, là bị mù bỏ hay là bỏ bồ? Ngắn gọn. Người yêu bỏ, người yêu bỏ. Là thất tình đó phải không? À, ăn ở sao mà bị người ta bỏ? Không phải ăn ở đâu mà do hoàn cảnh khó khăn, ta nói nghe rõ ràng rồi. Thôi bây giờ để với em nè. Em dạ. Em đã có bạn trai chưa? Dạ đó. Từ xưa đến giờ không có tình hình chưa? Cũng không biết sao. Em thấy mình cũng dễ thương mà không biết sao đó. Giờ em lại thích đơn phương người ta không à? Có nghĩa là em thích bạn kia rồi, bạn kia không thích em, chắc là do em chủ động tấn công nhiều quá hay sao à? Em chủ động tấn công hả? Dạ thì cũng có rồi chứ, như là nhiều khi hay nhắn tin hỏi thăm này nọ mà chắc là người ta thấy vậy người ta sợ quá người ta trốn luôn. Không phải đâu, vậy thì em đừng có buồn, tại vì những người đàn ông nó chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tự tin để mà dạ, đón nhận em. Bạn bao nhiêu tuổi quên hỏi nữa? Dạ 34. 34 tuổi. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? À, đi một mình. Một mình một? Có cổ động viên không? Có hả? Cổ động viên của tôi đâu rồi? Cho tràng pháo tay cho tôi, tay đi. Đó, cổ động viên nhiều lắm, yên tâm. Dạ. 34 tuổi, bên đó 21 hả? Anh Linh ơi, hả? Em cảm giác hình như là hơi già so với bên này đó. Không biết là ngoại hình sao chứ nghe cái tuổi là em thấy hơi già hơn bên đây rồi đó. Tuổi em, thì già thôi nhưng mà còn đẹp trai lắm bạn ơi. Đẹp hơn mà sao em nghe gì rồi tráng cao rồi nữa, sao em lo quá à? Mình xin hỏi sở thích của bạn là gì? Tự do. Thích tự do? Rồi được cưới vợ đàn buộc rồi sao? Cái cưới vợ là nó khác rồi. Nếu bạn có người yêu bạn ràng buộc bạn không cho đi đâu chơi hết thì sao? Có đồng ý không? Người yêu không cho đi chơi với người khác thì đi chơi với người yêu thôi. Cũng được đúng không? Được. Rồi thích tự do. Thích tự do. À, em ơi, ở bên đó là thích tự do nhưng mà chị thấy theo chị nghĩ đó, em là giáo viên mà, thì chị nghĩ chắc là em thích một cái gì đó nó phải có nguyên tắc. Chị nghĩ vậy, em thấy có đúng không? Hay dạ. Là cái sở thích của em, cái quan điểm sống của em là như thế nào? Cũng tùy chị, tại vì em học ngoại ngữ nên em cũng thoáng lắm ạ. Thường em đi chơi thì em thích đi đâu? Thường thì em thì giờ 21, cô giáo mà còn tin lắm. Em cũng thích ra cà phê bệt, ra hồ con rùa ngồi nói chuyện. Hoặc là đi ăn những cái món mà bây giờ giới trẻ ăn nít nó cũng hay ăn đó, như bánh tráng trộn, trà sữa rồi em thích hết. Thích đơn giản là bánh tráng trộn rồi. À thơm. À tôi xin hỏi bạn nào, bạn cũng là một người cũng phải nói là thông minh, đẹp trai, năng động ha, ảnh trai. Tại sao đến bây giờ bạn chưa có cuộc hẹn hò nào hết? Nói chung là từ lúc mà bị cái lần đầu tiên đó, nên sợ, mình không dám nghĩ. Nãy giờ bạn nghe bạn nữ bên kia nói, bạn có nghĩ rằng bạn này sẽ ấn tượng với bạn hay không? À, tại vì mình rất thích cái gì là rất Việt Nam á. Thành ra nghe nói áo dài, mình rất thích cô gái bằng áo dài. Trời ơi, vậy là đúng ý rồi, đúng ý rồi. Và cũng lại thích là người... đó là giáo viên. À, tại mình cũng tương đối cũng khá lớn rồi. Ví dụ nếu mà mình có con á thì tôi nói là dạy con nó cũng tốt hơn. À. Cái mẫu người lý tưởng của em á, bạn trai của em là sao? Thì không hút thuốc chứ uống rượu bia là được. Không hút thuốc, không uống rượu bia. Dạ. Nhưng mà đàn ông bây giờ hiếm lắm, ai cũng nhà. Ví dụ như cái anh sale ngồi ở bển á, cái nghề nghiệp của ảnh là đi làm nhiều. Tùm lum chắc chắn đàn ông phải có hút thuốc uống bia rồi. Bên đó là sao anh ơi? Hỏi đi, hỏi coi. Có hút thuốc uống rượu bia không? Hút thuốc thì không. À. Bia thì uống được một chai hai chai là xỉn rồi. Vậy là không có nhiều, không có vậy nhiều. Vậy là được, được, được. Không có nhiều. Được, vậy là cũng có khả năng rồi đó. Nhưng mà xin hỏi bạn là cái mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Chỉ cần cô gái đó dễ nhìn, là nước da trắng, có phong cách ăn mặc thì tôi nói giản dị một chút. Nếu được mái tóc dài nữa thì càng tốt. Tại vì mình rất thích cái mẫu hình cô gái người Việt Nam. Mình rất thích cái gì đó rất Việt Nam. Tức là một cái phong cách truyền thống đúng không? Dạ. Anh Linh ơi, em đảm bảo với anh luôn là bên em đạt hết 100% những yêu cầu của anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Để anh nhìn chuẩn trước nha. Việt Nam, tóc dài, nhiều uống lên thì nó hơi ngắn một chút. để bây giờ anh xin phép các trường là anh nhìn trước nha. Anh dạ. Em mời anh qua. Để xem với nha. Anh xem giống anh về sẽ... mẫu hình của em hay không nha. Em không bao giờ xí gạt anh hết trơn, anh phải tin vô cặp mắt của em chứ. Mà biết lần này trúng không à? Anh nghi là trúng quá.
Sao? Trời ơi, sao mà dễ thương vậy? Trời ơi, nghe cái chữ trời ơi của anh Quyền Linh là hiểu là bên đây là chuẩn như thế nào rồi. Dễ thương lắm, nữ tính lắm, dịu dàng lắm. Nói chung là được, được, được. Em được, nếu như vậy em cảm thấy là tuyệt vời lắm đó. Tuyệt vời lắm đúng không? Là... Từ nãy giờ mình nghe bên kia anh Quyền Linh với bạn ấy trò chuyện với nhau thì em thử hình dung trước khi chị nhìn hai chị em mình cá với nhau coi em hình dung bạn trai bên kia như thế nào, có vừa ý em không? Chắc là cũng cao, người đầy đặn, không có ốm mà cũng không mập lắm. Cao không? Cao không anh Linh? Cao, cao. Không ốm không mập là vừa người. Vừa vừa luôn, đúng luôn. Em xin phép cô ấy để em hình dung trước cái vụ này coi được không nghe, coi nó cao là nó cao cỡ nào. Nó cao ngay đây, nó cao tinh đấy. Ôi không hề cao, cao có nửa bên à. Có mái che nửa bên. Không hề cao. Thấy không, các tường mà còn nhìn ống đuối nữa mà. Em về bên đây rồi em mới tiết lộ. Được, được em. Chị nói nhỏ thôi, nói lớn bên kia chảnh. Được nha, trán cao có nửa bên thôi. Mái che lại rất là bồng bềnh, rất là lãng mạn. Chị thấy được rồi đó em ơi. Dạ. Anh chị, hôm nay em thì em tại vì á, biết rồi hôm nay có gặp một bạn nam nên em có làm bánh mang đến chương trình ạ. Anh Linh ơi, bên đây có những hộp bánh rất là ngon, chứng tỏ đây là một người ngoài là coi như bên ngoài là truyền thống Việt Nam mà là một người phụ nữ đảm đang bếp núc nội trợ, ta làm bánh nữa. Anh hiểu không? Có nghĩa là bên kia trước khi qua đây mà nhìn mặt là phải định hình rõ là có nhắm mình được không. Không được thì mình xin rút đi, chứ bên đây là dữ dằn lắm rồi đó nha. Anh nghĩ là hợp đó, nãy giờ anh nhìn qua nhìn lại thấy đây là cũng hợp ý với nhau lắm đó. Nhưng mà cái tình cảm để hai người quyết định, còn bánh trái để anh quyết định nha. Rồi, chuẩn bị, sẵn sàng. Mời hai bạn quay mặt qua tấm rèm, tình yêu. Chuẩn bị, màn kéo lên, 2, 3. Bạn có 2 phút trò chuyện và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút, bắt đầu. Chào em. Chào anh. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sao bạn liếc ở đâu không vậy? Dạ, đi. Anh nói trước thì em nói trước. Em nói trước đi. Dạ, em nói trước hả? Dạ, thì lúc mà nói chuyện thì anh có hình dung ra giống như là, anh có tưởng tượng ra giống như là khi mà anh gặp em như vậy không ạ? Anh rất thích một phụ nữ có mái tóc dài và có cái rất thích bằng áo dài. Anh chỉ hình dung ra một người phụ nữ tương đối thôi, anh không dám hình dung chính xác lắm. Nhưng mà ít nhất là anh nghe cái giọng nói là dễ thương, anh đồng ý. Dễ thương. Giọng nói dễ thương như thấy người dễ thương không? Quá dễ thương. Cảm ơn anh. Thôi người ta hỏi rồi tới mình đi. Vậy Ô, anh không cần hỏi gì nữa. Từ từ có hai người anh mới nói. Dạ. Bạn nữ cảm giác thế nào? Bạn cảm giác thế nào? Nói đi. Lúc đầu nghe ảnh đó, ảnh ba mấy tuổi em tưởng cũng già lắm, mà thì nghe cũng không có đến nỗi già, nhìn cũng còn trẻ. Hết thời gian rồi, mời hai bạn quay lưng về. Hết rồi, nhanh quá vậy. Nhanh lắm, thời gian có 2 phút. Mời hai bạn bây giờ ta suy nghĩ đi nha. Chúng ta chỉ có 3 khoảnh khắc để chúng ta nhấn nút đồng ý hẹn hò hay không. Trái tim màu hồng hết rồi. Bạn cảm nhận thế nào bạn trai? Quá tốt ạ. Quá tốt. Dạ. Trời sao rung quá vậy? Rung quá, tay còn tay chị rung quá. Dạ. Bây giờ chị nghĩ là đến cái thời khắc em tặng bánh cho anh đi. Dạ, em gửi cho anh ạ. Ngọt ngào lắm đó, ngọt ngào lắm đó. Em ơi, tại sao mà em không chê anh già hả? Chị thấy là lớn em có chục tuổi luôn đó mà. Sao em chọn ảnh vậy? Em thấy anh cũng còn trẻ. Thấy cũng còn trẻ. Lý do tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với ảnh?
Dạ thì nói chung là nhìn bề ngoài cũng được, cái anh nói của anh cũng được rồi. Sau này mình tìm hiểu thêm thì tính sau. Dạ anh cũng nghĩ vậy. Còn bạn trai, lý do nào bạn nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn gái? Cô ấy là nó hợp hoàn những điều của cô ấy, nó phù hợp với em. Phù hợp với bạn. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ.